Tin cập nhật ngày 11 tháng 2, Thụy Điển tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19. Thủ tướng Anh, từ cuối tháng 2, người mắc COVID-19 có thể sẽ không còn phải cách ly. Miệng Alien Q để bôi nhọ Trần Quang Thành và cái kết của cựu tổng biên tập Hồ Tích Tiến. Năm nhâm dần của Trung Quốc bắt đầu bằng đợt phong tỏa COVID-19 khi Olympic đang diễn ra. Ông Tập không diệt được kẻ thù cũ đã tạo kẻ thù mới và cuộc chiến được ăn cả ngã về không. Tôi Lâm rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin cập nhật ngày 11 tháng 2 qua các nền tảng YouTube và Safe Chat của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thụy Điển tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19, Thưa quý vị, Thụy Điển dỡ bỏ hầu hết các hạn chế phòng dịch và xét nghiệm COVID-19 nội địa vào ngày 9 tháng 2, ngay cả khi các nhà khoa học khuyến cáo cần kiên nhẫn hơn. Chính phủ Thụy Điển vào tuần trước đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế còn lại một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt, vì nhờ hiệu quả của vaccine và do biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn, giúp giảm bớt các ca bệnh nặng và tử vong. Kể từ khi bùng phát COVID-19, Thụy Điển tránh phong tỏa và thay vào đó áp dụng chủ yếu các biện pháp chống dịch mang tính tự nguyện. Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Harlandgren nói rằng dù số ca nhiễm Omicron vẫn nhiều, COVID-19 không còn được xem là gây nguy hiểm cho cộng đồng ở mức độ nguy hiểm cấp đại dịch toàn cầu. Bà Harlandgren nói: "Khi chúng ta biết về đại dịch, thì nó đã kết thúc". Bắt đầu vào ngày 9 tháng 2, nhà hàng và quán bar ở Thụy Điển được phép mở cửa sau 23 giờ và không giới hạn số lượng khách. Những sự kiện lớn không còn giới hạn người tham gia và không yêu cầu chứng minh đã tiêm vaccine. Hành khách di chuyển trên phương tiện công cộng cũng không bắt buộc đeo khẩu trang, khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được dỡ bỏ. Thụy Điển cũng dỡ bỏ hạn chế đi lại với công dân thuộc các nước thành viên Liên minh châu Âu EU. Người chưa tiêm vaccine hoặc đang mắc COVID-19 vẫn có thể đi đến nước này. Cơ quan Y tế Thụy Điển cho rằng việc xét nghiệm quy mô lớn rất tốn kém so với lợi ích mang lại. Nước này đã bỏ ra khoảng 55 triệu đô la Mỹ mỗi tuần cho việc xét nghiệm tính từ đầu năm 2022. Tính đến nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 16.300 ca tử vong do COVID-19. Tỷ lệ tử vong trên dân số cao hơn so với các nước Bắc Âu, nhưng thấp hơn nhiều các nước tại châu Âu. Thủ tướng Anh, từ cuối tháng 2, người mắc COVID-19 có thể sẽ không còn phải cách ly. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 9 tháng 2 tuyên bố nước này có thể sẽ sớm dỡ bỏ quy định cách ly đối với người mắc COVID-19 nếu số ca bệnh không gia tăng. Trước đó, Thủ tướng Johnson cho biết ông muốn bãi bỏ quy định tự cách ly đối với người mắc COVID-19 vào ngày 24 tháng 3. Nhưng phát biểu trước Quốc hội hôm qua, ông Johnson tuyên bố các biện pháp phòng dịch cuối cùng, bao gồm cả quy định cách ly F0, có thể được dỡ bỏ sớm trước một tháng. Ông Johnson nói trước Quốc hội trong sự cổ vũ của các nghị sĩ đảng bảo thủ rằng, nếu tình hình diễn biến tích cực, tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cuối cùng sớm cả tháng so với dự kiến ban đầu. Động thái này sẽ là một trong những đợt nới lỏng quy định phòng dịch mạnh tay nhất được thực hiện bởi bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Anh đã áp đặt trở lại một số quy định phòng dịch vào đầu tháng 12 để đối phó với biến thể Omicron, nhưng đã dỡ bỏ gần như tất cả các quy định này vào cuối tháng 1. Thời gian tự cách ly tối thiểu với những người mắc COVID-19 ở Anh đã được giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày để đảm bảo nguồn lao động cho các hoạt động kinh tế. Thưa quý vị, sau khi cô gái trượt tuyết sinh ra ở Hoa Kỳ, Aiden Q giành được tấm huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh cho đội tuyển Trung Quốc. Cựu tổng biên tập của cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc thời báo Hoàn Cầu là Hồ Tích Tiến đã đăng lời chúc mừng trên sân Weibo và kèm theo lời bôi nhọ luật sư mù người Trung Quốc Trần Quang Thành. Hành động này đã làm dấy lên sự tức giận của cư dân mạng đại lục, buộc tội ông Hồ phân biệt đối xử với người khuyết tật và yêu cầu ông Hồ nói rõ cho mọi người biết Trần Quang Thành là ai. Cuối cùng ông Hồ lại thành ra quảng cáo thay cho luật sư nhân quyền và chắc hẳn nhiều người dân Trung Quốc sẽ tìm hiểu về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà luật sư đã từng nêu rõ. Công chúa Trượt Tuyết Allen Q 18 tuổi đã giành chiến thắng trong cuộc thi Trượt Tuyết Nhảy Cầu dành cho nữ tại Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 2. Ông Hồ Tích Tiến đã đăng trên Weibo vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 rằng: "Thật tuyệt vời, người đẹp và tài năng Allen Q đã trở thành đại diện cho Trung Quốc tham gia thi đấu và giành ngôi quán quân." Còn người mù Trần Quang Thành gặp khó khăn trong việc đi lại đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm ánh sáng. Hà hà, chúng tôi hoan nghênh những người có tài năng đến Trung Quốc trong tương lai. Các nhà khoa học, vận động viên và doanh nhân đều được chào đón. Và chúng tôi cũng vui vẻ đưa tiễn Trần Quang Thành bất mãn, bụng đầy oan trách và chạy trốn sang Hoa Kỳ để nhờ chút tự do. Hãy để Trung Quốc trở thành thiên đường việc làm và Hoa Kỳ trở thành thiên đường cho những kẻ bất đồng. Một thế giới như thế sẽ hài hòa hơn. Sau đó, khu vực bình luận trên blog của ông Hồ Thích Tiến tràn ngập một lượng lớn các bài đăng chỉ trích, đặt câu hỏi về sự phân biệt đối xử của ông Hồ đối với người khuyết tật. Cư dân mạng đại lục Sunshine Sunny 2020 nói, ông Hồ với tư cách là một cựu tổng biên tập, nói một điều như vậy là quá thấp kém, người khuyết tật thì đã sao? Ninh Đêm thích ăn tàu hũ kỳ nói, ác ôn lắm mới có thể lấy nỗi đau của người khác để nói. Pink Floyd Unica nói, có người tìm kiếm ánh sáng trong một thế giới tăm tối với một tinh thần và tâm hồn bất khuất. Nhưng có người hiện nay mặc dù nhìn sáng sủa nhưng nội tâm của họ lại tăm tối. Người khác lại nói, hóa ra lão hồ gửi con sang Canada vì bất mãn trong nước, bụng đầy oán trách đến Canada để nhờ chút tự do, tìm kiếm ánh sáng. Cư dân mạng hỏi tại sao Trần Quang Thành lại trốn sang Mỹ. Một số cư dân mạng nói, có người mắt mù nhưng tâm không mù, cũng có người mắt không mù nhưng tâm mù. Đáp lại các lời bình luận, Hồ Tích Tiến viết rằng Trần Quang Thành giống hệt như bài phát biểu của Pompeo tấn công vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông còn đánh lừa dư luận bêu xấu Trần Quang Thành và Pompeo rằng hai ông này đã dốc sức chế ép Trung Quốc ở Hoa Kỳ và mục tiêu chủ yếu là tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi sự lên án của cư dân mạng ngày càng dậy sóng, bài đăng ban đầu của Hồ Tích Tiến được phát hiện đã sửa lại 4 lần. Từ câu nói người mù Trần Quang Thành đi lại khó khăn, vân vân, sửa thành một số kẻ lòng dạ đen tối, hận đảng, hận quốc gia, và tên Trần Quang Thành sửa thành chữ người. Tuy nhiên, nguyên văn đã được cư dân mạng lan truyền rộng rãi, mọi người kêu gọi Hồ Tích Tiến giải thích Trần Quang Thành là ai và tại sao lúc đầu ông ấy lại xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Lý lịch của Trần Quang Thành Trần Quang Thành bị chính quyền giam lỏng vào năm 2005 vì vạch trần hành vi cưỡng bức phá thai bất hợp pháp của chính quyền thành phố Lâm Nghi ở Sơn Đông. Năm 2006, ông bị kết án 4 năm 3 tháng tù vì mắc phải tội danh không có chứng cứ. Sau khi ra tù vào năm 2010, ông đã phải chịu đựng sự giám sát và sách nhiễu lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 2012, Trần Quang Thành vượt qua nhiều khó khăn và trốn thoát thành công khỏi làng Sư Cổ ở Lâm Nghi và vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Sau đó lại gặp nhiều trắc trở, cuối cùng mới an toàn cùng gia đình đến Hoa Kỳ. Sau khi đến Hoa Kỳ, ông Trần Quang Thành thường xuyên lên tiếng cho Pháp Luân Công trước công chúng. Ông từng nói rằng, trong khi vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đã đóng một vai trò to lớn trong việc giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh và nhìn ra thế giới chân thực. Vào tháng 5 năm 2006, Trần Quang Thành được tạp chí Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm nhâm dần của Trung Quốc bắt đầu bằng đợt phong tỏa Covid-19 khi Olympic đang diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 7 tháng 2, tức mùng 7 Tết, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đợt phong toàn đầu tiên trong năm nhâm dần của mình như một biện pháp kiềm chế đợt bùng phát dịch COVID-19. Từ ngày mùng 7, tất cả cư dân ở thành phố Bách Sắc tại tỉnh Quảng Tây được ra lệnh ở yên tại nhà. Thành phố Bách Sắc cho biết trong một thông báo rằng họ đã phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron. Vân Phi, một cư dân của huyện Đức Bảo, thành phố Bách Sắc nói với ấn bản hoa ngữ của The Epoch Times hôm ngày 7 tháng 2 rằng, không ai có thể ra vào thành phố của chúng tôi, chúng tôi không được ra ngoài, đều phải ở trong nhà. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng đều ngừng hoạt động. Do lo ngại virus Corona mới từ Bắc Xác sẽ lây lan sang thành phố khác, nên chính quyền Trung Quốc cũng đã thực hiện các biện pháp phòng dịch ở các thành phố lân cận. Bầu không khí ở đây thật căng thẳng, một số con đường bị phong tỏa và xe buýt liên thành phố đã ngừng phục vụ. Một người dân họ triệu đến từ thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây này, chỉ cách bách sắc 165 dặm cũng nói với Epoch Times, một số cư dân đã bắt đầu thực hiện việc xét nghiệm cho toàn bộ người dân và có hàng dài người xếp hàng trước các bệnh viện để chờ xét nghiệm. Từ 0 giờ sáng ngày 7, không có trường học hay cơ sở đào tạo nào được phép hoạt động trong thành phố. Đồng thời, tất cả các cơ sở kinh doanh cũng đều phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, chợ nông sản, bệnh viện và tiệm thuốc. Những nhân viên làm việc về phòng chống dịch hỗ trợ y tế và nhân viên y tế phải xin một giấy đi đường chuyên biệt cho phép họ đi lại trong thành phố. Sau khi được cấp giấy đi đường, những nhân viên này cũng không thể đi từ quận này sang quận khác hoặc từ thị trấn này sang thị trấn khác. Thông báo này không đề cập đến cách các xe tải có thể vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào trong bách sắc cũng như giữa các quận và thị trấn khác nhau. Sau khi phong tỏa, nhiều cư dân được xác định là những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 và được chuyển đến các trung tâm cách ly. Một nhân viên của khách sạn Khói Tiệp ở huyện Đức Bảo nói về ấn bản hoa ngữ của The Times hôm thứ Hai rằng «Khách sạn của chúng tôi đã được đổi thành trung tâm cách ly và sẽ bắt đầu tiếp nhận những người bị cách ly vào ngày mai. Tôi không thể cho anh biết có bao nhiêu người được chuẩn đoán nhiễm Covid-19 trong thành phố của chúng tôi, cũng như bao nhiêu người sẽ được chuyển đến đây để cách ly vào ngày mai». Một nhân viên của phi trường Ba Mã Bách Sắc cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng tất cả các chuyến bay sẽ bị hủy từ ngày 8 tháng 2. Ông Tập không diệt được kẻ thù cũ đã tạo kẻ thù mới và cuộc chiến được ăn cả ngã về không. Thưa quý vị, một báo cáo nghiên cứu được công bố vào ngày 30 tháng 1 năm 2022 bởi nhóm nghiên cứu của Viện Chiến lược Quốc tế tại Đại học Bắc Kinh cho thấy, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về sức mạnh công nghệ cả về bề rộng cũng như chiều sâu. Báo cáo dự báo rằng việc Trung Quốc tiếp tục đối đầu với Mỹ sẽ dẫn đến việc Trung Quốc bị cô lập với phần còn lại của thế giới, một tương lai ấm khi cuộc đối đầu với kẻ mạnh hơn sẽ khiến Trung Quốc tổn thất lớn hơn. Nhưng đáng nói hơn, báo cáo cảnh báo rằng việc gây thù hằn với thế giới còn lại khiến ông Tập suy yếu trước kẻ thù thực sự của ông ấy và có thể khiến ông thất bại trong cuộc thanh trừng nội bộ kế tiếp. Báo cáo cạnh tranh chiến lược Trung Mỹ trong lĩnh vực công nghệ, phân tích và triển vọng do Đại học Bắc Kinh công bố hôm 30 tháng 1 rõ ràng là khó được Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp nhận. Bài báo đã bị Bộ Pháp tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn Hiện nay, dưới nghiên cứu và san tin chỉ có thể được xem báo cáo này trên các trang web bên ngoài Trung Quốc. Bản báo cáo tiết lộ rằng hành động xâm lược nước ngoài của chế độ Bắc Kinh cũng có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng hơn. Hiển nhiên, ông Tập có lý do để lo lắng về khủng hoảng nội bộ hơn là mối nguy từ bên ngoài Trung Quốc. Sau 10 năm cầm quyền, ông Tập vẫn đang trên con đường thanh trường các đồng chí của mình. Một chiến thắng tuyệt đối, điều buộc phải có để tiếp tục nhiệm kỳ 3, thậm chí là để bảo vệ sinh mạng của mình là điều ông Tập chưa chắc chắn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng đảo chính vì chưa chạm đến trùng cuối. Trong những ngày đầu ở vị trí quyền lực nhất Trung Quốc năm 2013, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hộp con hổ lớn chú Vĩnh Khang, thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Sau đó, ông Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng nhằm chấn áp những kẻ thù chính trị và loại bỏ các phe phái chống đối trong cuộc đảo chính. Cuộc chiến đã kéo dài 10 năm, ngày càng có nhiều quan chức bị sa thải. Công cuộc đả hổ diệt ruồi vẫn mãi miết lăn như một quả bóng tuyết. Kết quả là ông Tập ngày càng gây thêm nhiều kẻ thù trong nội bộ đảng. Tuy nhiên, Chu Vĩnh Khang không phải là người đứng sau kế hoạch đạo chính, ông ta chỉ là một trong số những người thực thi nó mà thôi. Tiêu Minh, một người có thâm niên trong lĩnh vực truyền thông ở nước ngoài, nói rằng trong 10 năm chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình, kẻ thù cũ không bị loại bỏ trong khi ông Tập đã tạo ra kẻ thù mới. Hiện nay, tình huống nguy hiểm là kẻ thù mới và kẻ thù cũ liên kết với nhau để trở thành lực lượng mới chống lại Tập, đẩy ông Tập đi vào một vòng luẩn quẩn Chuyên gia Tiêu Minh cho rằng, lý do của việc này là có những nhân vật chính trị lớn hơn đứng sau nhóm đảo chính Chu Vĩnh Khang. Và chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình vẫn chưa chạm đến trùng cuối này. Vào tháng 6 năm 2015, Chu Vĩnh Khang bị kết án tù trung thân. Vài ngày sau, một vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán đã nổ ra ở Trung Quốc đại lục mà không được báo trước. Trong vòng chưa đầy một tháng, giá trị thị trường chứng khoán bốc hơi khoảng 3.000 tỷ đô la Mỹ. Trong hơn nửa năm, thị trường chứng khoán cho thấy một xu hướng giảm giá dài hạn sau này, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là tội ác tài chính. Nhà bình luận các vấn đề thời sự ở nước ngoài Thập Sơn tin rằng, Trung Quốc đứng sau nhóm đảo chính là Tăng Khánh Hồng. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2015 cũng do Tăng Khánh Hồng lên kế hoạch. Tăng Khánh Hồng là cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tăng từng là phó chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời gian trạch dân. Tăng và Giang cũng tạo nên một phe phái chính trị mạnh, thường được gọi là phe Giang Ông Tăng là người kiểm soát thực tế của phe rằng, Tăng Cánh Hồng cũng giữ một vị trí bí mật mà bên ngoài ít người biết đến. Đó là ông Tăng, từng giám sát hệ thống gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vai trò của ông Tăng trong đảng có thể so sánh ngang với Chuân Lai, giám đốc cơ quan gián điệp của đảng và đồng thời là cựu thủ tướng Trung Quốc. Ảnh hưởng của Tăng Cánh Hồng đã thâm nhập vào tất cả các cơ quan chủ chốt của đảng, chính phủ và quân đội Trung Quốc. Sau khi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Quốc bùng nổ vào tháng 6 năm 2015, chính quyền Tập Cận Bình đã tổ chức cho các doanh nghiệp trung ương và quốc doanh lớn bơm vốn để giải cứu thị trường. Thời điểm đó, phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Tân Hoa Xã bị kiểm soát bởi phía Giang đã đăng một bài báo sau cuộc giải cứu một ngày. Trang này tuyên bố rằng cuộc giải cứu thị trường của đội tuyển quốc gia là không hiệu quả. Thị trường chứng khoán sau đó tiếp tục lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào đầu năm 2015, các quan chức thuộc phe của Tập Cận Bình đã bắt đầu lấy ý kiến dự luận chuẩn bị cho cuộc điều tra công khai đối với Tăng Khánh Hồng. Nhưng với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, toàn bộ kế hoạch của phe ông Tập đã bị đảo ngược. Ông Tập buộc phải dành mọi nguồn lực và nỗ lực ưu tiên cứu thị trường chứng khoán. Ông Thập Sơn bình luận, Tập Cận Bình lúc đó không biết phải giải quyết thế nào nên đã thỏa hiệp với Tăng Khánh Hồng. Họ Tăng đã sử dụng thành công sự cố thị trường chứng khoán để cưỡng chế Tập Cận Bình. Ông nói thêm, ông Tập Cận Bình đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng không thể tưởng tượng được và thậm chí cả một số vụ ám sát trong những năm qua. Ngày 5 tháng 11 năm 2021, Tôn Lập Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc và là thành viên nhóm đảo chính đã bị chính quyền Tập Cận Bình bắt giữ. Điều đáng ngạc nhiên là chính quyền của ông Tập đã thêm hai tội danh mới cho Tôn Lập Quân là thao túng chứng khoán và sở hữu súng trái phép. Cú ngã ngựa của Tôn Lập Quân là một sự kiện mang tính bước ngoặt Ông Tôn đã sử dụng lực lượng cảnh sát để hợp tác với Tăng Khánh Hồng trong việc tạo ra thảm họa thị trường chứng khoán. Chuyên gia phân tích rằng, cáo buộc mới của chính quyền ông Tập Cận Bình về việc Tôn Lập Quân thao túng chứng khoán chỉ ra Tăng Khánh Hồng mới là ông lớn đứng sau nhóm đảo chính, là kẻ thiết kế sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 2015. Tôn Lập Quân là cận sự thân cận của Tăng Khánh Hồng trong hệ thống cảnh sát. Năm 2008, Tôn Lập Quân thăng từ chức Phó Giám đốc Văn phòng Đối ngoại Thượng Hải lên Phó Chủ nhiệm Tổng Văn phòng Bộ Công an. Tháng 3 năm 2013, ông được thăng chức Cục trưởng Cục 1 Bộ Công an và từ tháng 12 năm 2016, ông giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông, ma Macau và Đài Loan của Bộ Ngoại giao đến tháng 4 năm 2020. Trong giai đoạn này, vào tháng 3 năm 2018, Tôn Lập Quân được thăng chức Thứ trưởng Bộ Công an. Vào nửa cuối năm 2015, chính quyền của Tập Cận Bình đã ra lệnh cho hệ thống cảnh sát điều tra thủ phạm đằng sau vụ sụp đổ thị trường chứng khoán. Nhưng cuối cùng, chỉ một số ruồi ý chỉ người giữ vị trí nhỏ, không trọng yếu, bị trừng phạt. Quan chức cấp cao nhất bị trừng phạt chỉ ở mức Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán của Trung Quốc. Với ông Tập, mối đe dọa về một cuộc đảo chính nữa vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn và các cuộc khủng hoảng luôn hiện hữu. Chuyên gia Tiêu Minh nói rằng Tập Cận Bình đã phá vỡ cơ chế chuyển giao quyền lực ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc chống tham nhũng cũng đã cắt đứt đường tài chính của nhiều người. Điều này khiến ông đối lập với gần như toàn bộ bộ máy hành chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chống tham nhũng không bao giờ kết thúc. Lực lượng chống tập trong Đảng không thể chơi cho quyền. Trong lịch sử tranh giành quyền lực nội đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không thiếu những chủ tịch bị thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chết một cách bi thảm và cô độc trong tù. Chắc chắn rằng ông Tập Cận Bình không bao giờ muốn trở thành vị chủ tịch hay tổng bí thư bại trận đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc tin vào cỗ máy bạo lực, hệ thống quân đội và cảnh sát làm nên tảng cho sự ổn định của chế độ, chứ không phải con người như nó thường nói. Ông Tập cũng coi quân đội là cơ sở quyền lực của mình. Vào đêm trước Tết Nguyên đán năm nay, ngày 28 tháng 1, ông Tập Cận Bình đã xuất hiện tại Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu Trung tâm với tư cách là tư lệnh tối cao của quân đội trong Bộ Quân phục dàn Di. Lực lượng quân sự của quân khu trung tâm là lực lượng bảo vệ thủ đô của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm giữ an ninh trọng yếu của 7 khu vực hành chính cấp tỉnh, chiếm giữ các trục giao thông chính từ bắc qua nam và từ đông sang tây theo logic tư duy của đảng cộng sản trung quốc kiểm soát bộ tư lệnh quân khu trung tâm là kiểm soát cốt lõi của chế độ đảng cộng sản trung quốc người kiểm soát quân đội có đủ sức mạnh và trình độ để trở thành người lãnh đạo thực sự của chế độ đảng cộng sản trung quốc đôi khi người này có thể xuất hiện là một đảng viên bình thường nhưng rõ ràng tập cận bình chưa có quyền lực như vậy Ông Tập Cận Bình xuất hiện tại quân khu trung tâm trong bộ quân phục vào thời điểm đó, có sự thay đổi lớn về ban lãnh đạo trong đảng. Theo thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ bàn giao mọi quyền lực trong đảng, chính phủ và quân đội trước cuối năm nay. Nhưng ông không có kế hoạch làm như vậy. Ông Tập muốn phá bỏ thông lệ và tái đắc cử một lần nữa. Chỉ là kẻ thù trong đảng của Tập Cận Bình, không thể chờ ông ta bàn giao quyền lực. Gần như khi Tập Cận Bình đến Bộ Tư lệnh Quân khu để tuyên bố kiểm soát quân đội, các quan chức của ông Tập đã công bố những diễn biến mới nhất về vụ tham nhũng 10 quan chức cấp cao vừa bị sa thải. Trong bản tóm tắt của vụ án, tội danh chính của họ là không trung thành, không trung thực với ban chấp hành Trung ương Đảng. Trong hệ thống diễn ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này có nghĩa là những người này không trung thành với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong Tết Nguyên Đán năm nay, ngoại giới quan sát thấy nhiều động thái cho thấy cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên không thể hòa giải và đã bước vào giai đoạn được ăn cả ngã về không. Thưa quý vị, một tin cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.